Một điều anh thường ước ao dường như là dao đâm vào tim đau. Một điều anh thường chiêm bao dường như là lao ghim vào hư ảo. Cuộc sống như một vòng cong trôi đi lần vòng rồi về số không. Cuộc sống như một câu nói phải mãi đau nhói, không gì là tuyệt đối. Về đi đừng suy nghĩ, em như những người ta cũng thấy. Em muốn em muốn làm đâu chưa kể, nhưng muốn em muốn làm người anh kể. Đâu đi về đi đừng ghi lệ, những gì sắp là anh bị kể. Anh suppose có quên đi cơn đau anh gửi cho thấy như thế em. Cần để từng phút từng ngày được vui được hay được cười với một người. Điều đó không phải là anh em đi em tìm một điều tốt hơn, một điều chắc chắn hơn là không bên anh. Mình còn cố cố tâm suy người ta còn nhớ lâu mỗi nhân vật cố cố bắt buộc những suy không không để tụi riêng vào một ngày nào đó tình cờ chung có một đứa ta đều sẽ được cảm ơn. Đừng ai nói cái gì cũng có cái giá, giá càng cao thường thương càng lớn, muốn ngưỡng cao thì bao nhiêu máu. Ai mà không anh nhà làm gái đẹp mặc tài đồ hệ quy em đúp lưu cho em đi tiêu tiền. Còn sống mình nghĩ trong thế thường tiên. Và tôi cũng có giấc mơ được như người ta được cao và xóa được cưng và đứng như một đại gia từ khi sinh ra mà không được. Nhưng ngồi mơ ước không nhìn hiện thực một trời một vực có ngày tuyệt thuật từ mơ từ xưa chỉ chẳng bao giờ lên hương. Một câu hỏi trong nước nhớ trong thúc mãi trong trí óc ngồi mơ mộng tôi tự hỏi làm sao vươn cao vươn cao từ gác chân trời từ bàn tay chúng giờ đi ngang từ bên quay trong sống đầy nhà sáng. Nhìn lại mình cứ lên mình bên ngoài trung bình gia đình trung bình công việc trung bình những điều đối với tự tin vì một cuộc tình một tình vừa là may mắn vì tình vừa là xinh xắn một nhát bản nguyện một nhát hạnh phúc sống hàng thì chúng tôi bình yên không biết là như hay là ơn thương cũng thành cảm ơn số phận anh thầm biết thương biết còn không ngừng cố gắng giúp người tôi yêu bên người tôi lệ từ ngày đầu tiên nắm tay bên người nhìn thấy bên mắt xanh sau bên người thầm hỏi thầm nghĩ có cái quái gì sau một buồn lâu như tôi mất đi tôi không giàu tôi không cao tôi không có xa như bên em tôi tự hào tôi vang cao tôi muốn cho cả thế giới này biết em là của tôi và ai đến đủ gần em bao nhiêu thế không muốn xưa nay làm người là của tôi mà thôi người bên tôi thì cho mình nói sẽ không cười trong thắng tốt em sẽ không cười trong phút chốc em nhận muốn gì là có đó anh sẽ có nhiều điều giống đó nhưng em đừng lo vì bên tôi em mãi yên lặng trong tay tôi em mãi luôn đặt trên vai tôi em mãi có tình yêu tôi thôi những thời gian một đêm em tôi đi làm mình tiếp gặp bao trục trặc bao chắc trở hình như tình yêu dần tan vỡ tôi lo sợ tôi nhớ bỏ tôi không nỡ tôi chần chừ tôi muốn khóc tôi cố gắng để cân bằng nhưng mà hình như nó đang rách hình như nó đang mất bỏ tôi rằng em dùng không dám hay dùng lo lắng em còn nghĩ sẽ đổi thay việc phút điều đó có thật không em em nhìn tôi thật hồi hồi rồi em không nói tiếng tôi đâu nhớ tôi biết tôi với em đang đối với điều tôi không muốn hỏi mà thôi. Một ngày rồi hai ngày chờ hoài chờ mãi em không đối hoài nhiều lúc tôi nhớ em lắm trời mưa ướt lạnh trong các phòng hưu quạnh nằm có rõ nằm âu lo nhớ tội tệ tình thương cực quá tôi chỉ muốn gặp một người tay cầm điện thoại nhưng gọi nhưng giờ lại thôi sợ em nghĩ tôi kêu tôi sợ em nghĩ tôi yếu đuối nhưng thật là tôi vẫn còn mạnh mẽ như một đứa trẻ khóc nhớ mẹ chỉ có một tin nhắn lẻ một dòng khe khẽ tôi chợt bừng tỉnh như người đã chết vừa được ở xe đúng là chữ tình là mình bất minh em nghe càng trôi xa em nghe càng lạnh giá nhiều lúc cách nhau chỉ một cái tay nhưng sao đôi bàn tay này lại nhau nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn ấy nó lạnh lẽo không còn nghe được tiếng anh đâu muốn ngắm muốn ngờ đi ngày xưa đó dù thật sao vui mà buồn cười mà khóc yêu mà sợ muốn quên mà lại nhớ liệu anh còn nắm tay em ôm em thêm được bao nhiêu lần nữa liệu anh còn thấy em cười xin tôi thêm được bao nhiêu lần nữa tôi không phải hóa anh lại ứa ra thật xót xa đường còn dài bước chân hay dừng lại khó khăn còn nhiều lắm nắm chặt hay buông tay vì anh cứ yên đối với em anh chưa phải là tốt nhất xung quanh em biết bao nhiêu bao người dành được tình yêu là để quên anh chứ không phải ngồi và cứ lo lắng đặt ra cho cuộc tình này giống đó hạnh phúc nhưng như anh làm ra cho cuộc tình này sẽ một ký ức đặt được được không phải biết hình tượng anh tay một bảy để sau này một người hai người hay một người một năm hai năm hay nhiều năm chưa ai tìm ra được ai gói chăng tình cờ đâu đó cho con ước nhỏ bỏ rồi sao xuống cam nhau nói chuyện những ký ức để ù về cho chúng ta lại yêu thêm lần nữa nhưng giờ đây chiếc nước này dù cây dù đắng nhưng không nở nhưng về ngày mai ta sẽ rỡ mình chia tay chúc em hạnh phúc.